Lực lượng cảnh sát 113, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh An Giang phối hợp với công an phường Phượng Mỹ Phước thành phố Long Xuyên vừa kịp thời ngăn chặn người đàn ông tẩm xăng lên người và con gái ruột rồi đe dọa đốt nhà để tự sát. Trước đó vào chiều ngày 18 tháng 8, công an phường Mỹ Phước thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang nhận được tin báo của người dân tổ 113 khóm Đông Thịnh 7 phường Mỹ Phước. Đối tượng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1990 trú tại địa phương đổ xăng lên người và con gái ruột rồi đe dọa đốt nhà để tự sát. Lực lượng công an phường liền đến hiện trường. Sơn dùng dao kề vào cổ đòi tự sát nếu lực lượng công an đến gần. Thấy sự việc có thể nguy hiểm đến tính mạng của đối tượng, công an phường điện thoại nhờ sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát 113 công an tỉnh. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động và thuyết phục thì Sơn đã buông dao. Lực lượng cảnh sát 113 đưa Sơn về trụ sở công an phường Mỹ Phước để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Sơn khai nhận do buồn phiền chuyện gia đình nên sau khi uống rượu và sử dụng ma túy đã có những hành động như trên và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.